Tiếp, bây giờ Sơn sẽ đi tới phần 4. Đi tới phần 4, đó là lợi ích khi mà các bạn làm affiliate marketing là gì? Thì các bạn quan tâm điều này không ạ? Đây là một vài những lợi ích mà Sơn thấy được rằng nó quá đúng đi. Quá đúng. Đầu tiên, đó là bạn có thể ngồi tại nhà kiếm tiền online. Bạn không cần phải đi ra ngoài, không cần phải gặp mặt tiếp xúc người khác. Đó, bạn cũng không cần phải là làm việc với quá nhiều người, không cần nó phải có đội nhóm. Dĩ nhiên nếu như bạn muốn có đội nhóm thì vẫn được. Họ có thể làm chung văn phòng cùng với bạn, hoặc là họ có thể làm việc tại xa, giả sử đi sân cũng có đội nhóm. Và dường như một vài tháng thì chúng tôi không gặp nhau luôn, chỉ là làm việc online tại nhà thôi. Và các bạn có thể điều khiển công việc này từ xa. Tuyệt vời không các bạn? Và trong công việc này bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ nước ngoài, cụ thể là đô la Mỹ, hoặc là bạn cũng sẽ có những cái dự án tại Việt Nam, đó là trong nước. Và những cái điều này nó rất là uy tín, minh bạch và đã có kết quả thực sự rồi. Bạn không cần phải gặp mặt đối tác, không cần phải ăn nhậu, không còn phải hội họp, hợp đồng gì hết, đúng không ạ? Thì những điều này, đó là những cái điều mà cảm Sơn cảm thấy rất là tuyệt vời. Mình có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho người thân của mình, dành thời gian cho sức khỏe, dành thời gian để đi du lịch, đi chơi. Đó. Và trong cái công việc này thì bạn không còn phải bỏ vốn nhập hàng hay là đầu tư bất kỳ số tiền nào. Ok. Đó, không cần phải đầu tư bỏ vốn nhập hàng, cũng không cần phải mở showroom. Ok. Bạn sẽ không cần phải nhìn mặt ông chủ, bạn không cần phải nịnh bợ bất kỳ ai hết, bởi vì trong công việc này là bạn đã tự chủ, bạn làm cho chính mình. Bạn có thể là dành vào 2 cho tới 3 giờ một ngày vào cái thời gian nhàn rỗi của bạn. Đó, thời gian nhàn rỗi của bạn, nhưng quan trọng là đúng, đủ và đều. Bạn cần phải xuyên suốt với nó, kiên trì với nó, kiên định với nó. Đó, và bạn hoàn toàn có thể là tận dụng vào thời gian sau khi mà bạn đi học trên trường, hoặc là sau khi mà bạn đi làm về nhà và bạn đã nỗ lực sau một một vài tiếng một buổi tối như vậy. Bạn chỉ cần là điện thoại và laptop để bạn bắt đầu có kết nối với internet. Thu nhập trong lĩnh vực này không hề nhỏ một chút nào. Và đây là một vài những cái lợi ích về affiliate marketing. Nếu như bạn đã thấy được rằng có những lợi ích khác nữa thì có thể comment phía bên dưới video, đúng không ạ? Comment phía bên dưới video để Sơn biết là rằng những cái lợi ích mà bạn cảm thấy được trong cái lĩnh vực này là gì. Rồi, cái bước số 5, đó là các bước để các bạn có thể làm affiliate marketing và make money online là gì. Thì các bạn đã nhớ ghi chép lại cẩn thận nhá, Sơn luôn luôn nhắc cho các bạn như vậy. Bởi vì cái sự thành công của bạn đó, đó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc của Sơn. Thì các bạn nhớ ghi chép lại cái chương trình này, Sơn đã tổ chức ra hoàn toàn miễn phí cho các bạn, và Sơn đã bỏ rất nhiều ngày, đó nhiều thời gian để Sơn đã tạo ra giáo trình cũng như là quay cái video này. Thì Sơn mong mong mỏi một cái điều rằng video này nó mang lại cái giá trị hữu ích tới cho các bạn, được không ạ? Ok. Rồi các bước để các bạn có thể làm được affiliate marketing và MMO là gì đây? Rồi. Bước số 1, đó là bạn cần phải chọn ra cho mình một cái dự án, một cái sản phẩm để bạn bắt đầu. Nó giống như là trong cái phần vừa rồi Sơn chia sẻ cho các bạn đó, đó là các bạn đã cần phân biệt được những cái dạng affiliate marketing. Thì bây giờ các bạn phải chọn cho mình một cái dự án, một cái sản phẩm để mình bắt đầu. Và bạn đã chọn làm affiliate với dự án nào thì bạn đã cần phải thiết lập nó ngay từ ban đầu. Và đối với người mới ấy, thì cái lời khuyên của Sơn ấy, thì bạn không cần phải làm quá nhiều dự án. Cho dù kênh YouTube của Sơn đang chia sẻ rất là nhiều những dự án về affiliate marketing thì bạn nên chỉ chọn một cho tới ba dự án để bắt đầu thôi. Và tốt nhất là một, nếu như bạn là người mới ấy, thì tốt nhất là một nhé, đừng có làm quá nhiều cùng một lúc, thì bởi vì bạn chưa có quen. Còn sau này khi mà bạn đã master trong lĩnh vực này rồi, bạn đã quá pro trong lĩnh vực này rồi thì bạn có thể làm một lúc nhiều dự án cũng được, khi mà bạn có cộng đồng, có hệ thống. Thì đây là những cái điều mà trong học viên coaching một kèm một của Sơn, Sơn dạy cho họ. Họ có thể làm lên được cái level, họ có thể làm một lúc 5 dự án, 10 dự án, và cái thu nhập nó trải đều và nó nhân rộng ra rất là khủng khiếp. Rồi cái điều số 2, bước số 2, đó là các bạn cần phải hiểu rõ về thông tin dự án là gì. Hiểu rõ thông tin dự án là gì, bạn cần phải biết được rằng những chính sách trả thưởng của họ là gì, hình thức thanh toán vào cái thời điểm nào, thời gian nào, hay là những cái điều mà các bạn cần phải tránh khi mà các bạn làm với cái dự án đó. Đôi khi mà các bạn không có hiểu về nó không thì bạn sẽ bị mất đi quyền lợi của mình, hoặc là đôi khi bạn sẽ gặp một vài cái trục trặc. Bạn cần phải biết được lý do tại sao bạn lại lựa chọn cái dự án này mà không phải là dự án khác, bởi vì rất là nhiều những dự án affiliate marketing khác nhau, thì lý do tại sao tôi lại chọn dự án này mà không phải là dự án khác. Và bạn cần phải hiểu sâu về cái dự án đó, nếu như dự án đó là dự án mới đối với bạn, hoặc là một ai đó chia sẻ với bạn dự án đó, thì bạn hiểu sâu về dự án này là gì, đối tác họ là ai, ai là người đứng đằng sau cái dự án đó. Thì khi mà bạn biết càng rõ ràng đó, nguồn gốc xuất xứ, thì cái dự án nó càng chiến lâu dài được. Thì cái yếu tố ở đây đó, nó là phải lâu dài được.
và nó phải uy tín. Chứ nếu như bây giờ ngày hôm nay bạn xây dựng nó lên, nhưng ngày mai nó dẹp tiệm, nó bỏ cái dự án đó, nó bỏ tiền, nó chặn tiền, nó ôm cái dự án đó, nó chặn, các bạn không nhận được tiền hoa hồng thì rất là mất thời gian công sức của bạn. Ok. Bước số 3 đó là bạn cần phải lên một cái kế hoạch để quảng bá. Cái kế hoạch quảng bá đây là bạn cần phải hiểu rõ khách hàng của bạn là ai, cái chân dung, cái đối tượng khách hàng mà bạn muốn tiếp cận, cụ thể là nam hay là nữ, độ tuổi hay bao nhiêu, cái vấn đề của họ là gì, cái điều mà họ đang muốn là gì, cái giải pháp mà các bạn có thể cung cấp cho họ là gì, thì bạn cần phải có một cái kế hoạch để các bạn quảng bá cái sản phẩm của bạn. Và bạn cần phải làm sao để các bạn tiếp cận được đối tượng này, và họ đang ở đâu trên internet, họ đang ở kênh nào, thì đó bạn cần phải có một cái kế hoạch để quảng bá rõ ràng ngay từ đầu. Sau đó bước số 4 đó là bạn cần phải biết được traffic. Traffic ở đây đó là bạn cần phải lựa chọn loại hình traffic nào. Bạn sẽ lựa chọn là bạn sử dụng free traffic, đó là quảng cáo không trả phí, hay là bạn sẽ sử dụng là paid traffic, là quảng cáo trả phí. Thì có những loại hình traffic nào đây? Ví dụ như là free traffic ở đây đó là YouTube, là Facebook group, là website, là Zalo chat, rất là nhiều những hình thức khác nhau. Hay là paid traffic ở đây đó là bạn có thể chạy quảng cáo với cả Facebook, chạy quảng cáo YouTube, chạy quảng cáo Google, hay là thuê người nổi tiếng để quảng cáo, thì rất là nhiều hình thức khác nhau. Thì bạn cần phải lựa chọn cho mình một loại hình để các bạn quảng cáo và quảng bá các sản phẩm của mình. Ok, hoặc là bạn có thể làm một lúc nhiều hình thức traffic khác nhau đó. Thì bạn nó cần phải lựa chọn cho mình rõ ràng ngay từ ban đầu. Nhưng thường đối với người mới thì bạn có thể lựa chọn hình thức là free traffic thì nó sẽ dễ hơn và nó sẽ không có tốn cái số tiền mà bạn bỏ ra ban đầu. Rồi, ok. Cái điều cuối cùng Sơn nó muốn lưu ý cho các bạn điều này, đó là cái điều mà bạn cần phải tránh với hình thức affiliate này. Cái điều cần phải tránh đối với hình thức affiliate này, được không ạ? Đó là loại hình affiliate mà các bạn cần phải đầu tư tiền vào thì bạn mới được quyền làm affiliate. Bạn nhớ nha, có những cái loại hình affiliate mà bạn cần phải đầu tư tiền vào thì bạn mới được quyền làm affiliate, thì bạn nên tránh nó. Sơn không nói là tốt hay là xấu, đôi khi cũng sẽ có những cái tốt, nhưng theo kinh nghiệm của Sơn lâu năm thì các bạn nên tránh với nó ngay từ đầu đi. Hay là hoa hồng nó đến từ cái việc mà bạn cần phải mời người khác bỏ vốn ra thì mới bạn mới nhận được tiền hoa hồng, bạn nên tránh nó. Người khác phải bỏ tiền ra để ký mở mã hay là mua gói, hay là bạn cần phải bỏ thêm tiền thì mới nhận được hoa hồng cao hơn, bạn nên tránh luôn đi. Hoặc là bạn muốn nhận được số tiền x nào đó đó thì bạn nó cần phải đầu tư thêm một số tiền y nhất định thì bạn mới được lên cấp. Giả sử nhá, bây giờ ban đầu bạn nó mở một cái mã đó là 2 triệu thì bạn mới được quyền làm affiliate cho nó. Sau đó bây giờ các bạn nó muốn kiếm được tiền thì cái việc của bạn là gì? Không phải là bạn bán sản phẩm, cũng không phải là bạn làm affiliate giống như Sơn đã nói những cái cách vừa trên, mà bạn nó phải đi mời người khác cũng mua cái mã đó, cũng mua cái gói đó thì bạn được tiền. Nên tránh. Và bên cạnh đó là khi mà bạn nó nhận được một số tiền đó, giả sử đi là 20 triệu đi, mà bây giờ các bạn nó muốn nhận được hết số tiền đó thì bây giờ các bạn nó cần phải nâng cấp cái gói của bạn lên là 5 triệu thì bạn mới nhận được 20 triệu. Thì đây chính là cái hình thức affiliate mà bạn cần phải tránh. Và đôi khi á, nó là biến tướng của affiliate, các bạn nên tránh nó. Bởi vì sao? Đó, theo như kinh nghiệm của Sơn, nếu như bạn làm hình thức đó, khả năng cao bạn sẽ bị mất uy tín, mất bạn bè, mất công sức. Bạn hãy comment phía bên dưới những cái dự án á, mà các bạn đã biết mà nó như cái hình thức mà Sơn đã nói, để cho những người khác đọc cái comment này họ sẽ tránh những cái dự án như vậy. Hãy giúp Sơn là điều này nhá. Hãy giúp Sơn là điều này, bạn hãy comment phía bên dưới. Bởi vì á, những cái dự án mà Sơn chia sẻ với các bạn từ trước giờ, các bạn để ý đi, không cần phải các bạn phải bỏ vốn ra không để các bạn mua gói kích hoạt hay là lên cấp trả thưởng gì hết, cũng không cần phải mời người khác thì mới được tiền đó, không cần. Mà đây đa phần là chúng ta được miễn phí khi mà bắt đầu, có thể bạn không cần phải bỏ vốn ra nhưng bạn vẫn được quyền là affiliate mới học. Thì bạn đã comment phía bên dưới những cái dự án mà bạn đã biết mà nó cần phải bỏ vốn ra thì mới được làm, comment phía bên dưới đi không, để cho những người khác biết họ còn tránh, họ né ra những dự án đó ra. Và bây giờ chúng ta làm affiliate sạch sẽ, đúng không ạ? Ok nhé, hãy giúp Sơn làm điều này đi. Rồi thì bây giờ cũng là cuối cái phần video rồi, thì Sơn có một cái kết luận như sau để cho các bạn. Đó là các bạn á, hãy nhớ ghi chép lại cẩn thận những cái điều mà Sơn nó vừa chia sẻ với các bạn một cách nghiêm túc. Nếu mà chưa hiểu có thể xem lại.
video này một lần nữa đó, và đặt câu hỏi phía bên dưới video. Trong những video tiếp theo thì Sơn sẽ có những cái case study thành công và những cái bài học dành riêng cho các bạn ở đây. Cũng có thể là Sơn sẽ mời một vài những cái nhân vật họ đã làm được kết quả, họ đã kiếm một vài trăm triệu thu nhập, họ đã từng là bạn trong quá khứ rồi nhưng bây giờ họ đã ra kết quả lớn, thì Sơn sẽ mời họ về đây, họ chia sẻ cho các bạn nếu như bạn muốn, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái yếu tố, những cái tố chất gì để cho một người làm affiliate marketing họ có thể thành công được. Đó là những cái nội dung mà Sơn chia sẻ cho các bạn. Và đây là một bộ video nhé. Đây là một bộ video mà Sơn sẽ cung cấp cho các bạn, nó rất là chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, rất là tuyệt vời luôn á. Và cái mục tiêu của Sơn á, các bạn nhớ là năm 2020 này thì Sơn nó mong muốn là giúp cho 200 bạn kiếm được thu nhập là ít nhất $1,000 một tháng thu nhập đó, hoặc là hơn. Thì Sơn mong rằng các bạn đã coi video này và các bạn sẽ chính là một trong những người đó. Và cái mục tiêu của bạn bao nhiêu thì đó là do bạn quyết định mà thôi, đúng không ạ? Thì chúc các bạn thành công và sẽ còn xem hết cái bộ video này của Sơn. Rồi, thì nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm vào nút like ủng hộ Sơn, comment bất kỳ cái câu hỏi hoặc là cái bài học nào mà các bạn cảm thấy tâm đắc trong cái video này. Đăng ký kênh YouTube của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và nếu như bạn thấy video này thực sự có ý nghĩa thì hãy giúp Sơn chia sẻ video này tới cho những người bạn của bạn mà họ đang cần, đúng không ạ? Hãy chia sẻ, hãy copy đường link video này gửi tới cho họ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn, chúc bạn thành công.